2. Xin mời các bạn đến với cặp đấu cặp Hoàng Duy Gò Sòi, Hoàng Messi, Phước Tim, Thanh Hoài. Còn bên kia là Tấn Đen, Công Danh, Quy Bo và Thanh Nhỏ. Đây là cặp đấu có thể nói là rất hấp dẫn, chuẩn bị chiến nha các bạn. Đây là giải đầu dò 33, hẻm 23-1. Thị xã Dĩ An, Bình Dương, sân của Di Béo. Không không. Tương đen đang kệ đi, tương đen gì đâu mà sợ trời. Hoàng Duy vừa tự sát tạo lát 1-0. Hoàng Messi vừa bắt bóng hồng 2-0. Phước rồi khạc. Con khạc vô cái điện thoại đùng đùng đùng. 3-0. Một pha kết thúc tốt của Hoàng Duy, 1-3. Và kết thúc qua hai cái tên nhỏ. Và kết thúc tốt còn gì? 3-4. Dây quấn vô gáp được đi. Xử lý không được đâu. Nãy sao lột này ra chi? Để vô thâu bình thường. Lúc anh đổi điện thoại á. Lúc anh đổi nó lọc đâu em để sao? Thâu vô nó trồng hơn, nó bỏ mấy cái lọc tiếng như vậy. Anh mua cái đó là anh phải lọc. Cái gắn này nọ. Có cái mít tới mà mấy triệu lần. Còn này ra thằng này nó tặng mà. Năm ba cho thằng nhỏ. Cái mít, cái đó là cái mít. Có mà kiểu mà có điều kiện như thế đó. Chỉ cần cái bóng mát điện thoại thôi. Ăn cái mít cái mình ngồi bóng mát rồi. Không có cái điện thoại này nắng ấy nữa, màu nó chỉnh lên chỉnh xuống nữa. Tối sáng á, đâu phải ở đây mình ngay chứ, đâu phải ở đâu. Nó có tối sáng phải không? Nắng lên chỉnh xuống nè. Không có coi là khi cái clip mình nó đang thù lùi rồi. Quá hay. 6-3. Tấn Đen, một trong những con cọp đầu dò của miền Nam. Trung tâm Thanh Nhỏ, Thanh Nhỏ lội ra ngoài luôn. Bảy ba.
Hình như không có tiếng đen trong đội hình. Thanh nhỏ đánh quá hay. Dạ quá hay. Thanh nhỏ ơi, Thanh nhỏ bỏ tiếng đen ra ngoài luôn đi. Còn đánh quá hay rồi. Hay chưa? Tám ba. Gà nó thiệt gà, mấy này không có chân tiền. 9-3. Cọp gò sòi không biết như thế nào. Tân Tân ơi, anh Quang ngồi với em đi. Tân ơi, hả? Anh Quang ngồi với em. Ông trầm sang. Bốn trên. Bốn trên. Thanh nhỏ giờ tự sát tự loạn. 5-9. Quá hay cho Phước Tim. 6-9. Đánh 10 tới các bạn. Quang ngủ lại. Quá hay. 7-9. Thầy Quang làm gì Quang? Ban đơn giản không mà. Cái gì? Nghĩ sao cho mấy ông chơi hàng ngày không? Mấy ông nói không có thể lật kịch sang nào, mấy ông có thể lật trời. Sao mấy ông nói ngộ như trời. Trời ơi, hàng ngày quýnh sân gò sòi mà kêu không có thể lật. Rồi thôi, đêm qua nó mới đi rồi cô ơi. 8-9. Qua nó mới cà phê mà. Ủa thì sức cho cái đâu? Liêu. Kèo này cứ nào chín đều mới hấp dẫn các bạn ơi. 8-9 này nha. Quýnh banh gì bên đây cọp Hoàng gò sòi Hoàng Di đuổi ra ngoài, còn bên kia cọp tiếng đen cũng bị đuổi ra ngoài là sao? Cọp ghê cực kỳ cục quá. Quá hay. Kết thúc chương trình, ra chương trình đây là hết. Xin chúc mừng Tem, Thanh Nhỏ, Công Danh, Quy Bo và Tiếng Đen. Tỷ số 18. Mày chưa chia tay nữa hả? Mày lâu dữ rồi.